Hùng Nguyễn Đông Anh xin mời quý vị và các bạn thưởng thức chất âm của cặp loa JBL có model là 4312A Canchoy Monitor. Cặp loa này tôi đang ghép với chiếc âm ly Loopman có model là L85V. Vâng, L85V. Đây là một model rất đẹp của hãng âm ly Loopman. Chúng ghép với nhau rất hài hòa, rất ăn ý, tạo nên một âm thanh rất hay, rất sinh động. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Tôi xin thông báo giá luôn. Trước khi quý vị và các bạn nghe âm thanh thì tôi xin báo giá cặp loa 4312A JBL có giá tại Hùng Nguyễn Đông Anh là 25 triệu và chiếc âm ly Loopman L85V đang được bán tại đây với giá là 26 triệu. Vâng, 25 triệu và 26 triệu là hai sản phẩm ở trong video clip mà tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại số 10 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Trăng theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình anh với cả những vì sao đêm trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ, không gian kinh ngạc một đôi tim hẹn và các bạn xem nhiều video clip của Hùng Nguyễn Đông Anh hơn ở trên kênh YouTube cũng như ở trên fanpage của Hùng Nguyễn Đông Anh. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như đặt chuông thông báo
để không bỏ qua bất kỳ một video nào do Hùng Huyền Đông Anh phát hành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.